Xin chào mọi người, mình là Jojo Trâm Trần đến từ The Last Salon. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về một cái kỹ thuật làm wispy rất là nhanh. Bởi vì có rất là nhiều các bạn cũng đang tập nối mi, đôi khi các bạn sử dụng phanh tai thì các bạn sẽ mất thời gian trong khoảng thời gian thực tập lúc đầu. Để kéo dài thì nhiều khi khách của mình cũng sẽ không có happy. Thì ngày hôm nay việc sử dụng các pre-made fan tạo sẵn như thế này thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Đôi khi các bạn chỉ tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ cho một bộ full set hybrid về wispy rất là nhanh chóng. Còn nếu các bạn muốn dày hơn, đậm nét hơn thì các bạn có thể spend time tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì với những hộp pre-made fan này thì nó đã giúp các bạn tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Tuy dễ nhưng mà nó cũng sẽ cần có những cái tip và trick để làm sao khi các bạn deep blue nó sẽ giữ được cái độ bền lâu hơn, cũng như là các bạn tạo được cái dáng mắt cân bằng với tùy theo mẫu mắt của người khách hàng. Nên việc tư vấn và chọn kiểu dáng mắt cho khách cũng là giúp cho các bạn có thể giữ được khách hàng gắn kết lâu dài hơn và có thể quay lại chỉ định ngay technician mà các bạn mong muốn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với nguyên liệu đầu tiên của thành phẩm này. Thì đây là hộp Remake Fan Mega Box. Thì một hộp này của The Last Supply sẽ có khoảng tầm 20 like như thế này, thì tầm khoảng 500 fan. Thì nó sẽ được, đây là một hộp mid size và mình sẽ chọn độ cong là C curve và độ dày là 0.057D. Và ở đây nó đã tạo một cái spine ở giữa cho các bạn, và độ spine này rất là cân đối, cao hơn là 3mm, sẽ giúp cho dáng mắt show ra được những cái tầng laser short long, nó mix với nhau rất là đẹp. Thì các bạn sẽ cùng theo dõi video của mình hướng dẫn nha. Và bên cạnh đó thì mình sẽ đưa ra những cái sản phẩm chính để giúp cho cái nguyên liệu lần này hoàn hảo hơn cho bộ set wispy này. Thì mình sẽ sử dụng Matrix này. Matrix thì có cái tốc độ là 1 giây. 1 giây thì sẽ dành cho những thợ lát có kinh nghiệm vượt phải, mà đôi khi các bạn cảm thấy là điều khiển nó không quá mệt thì các bạn có thể chọn Matrix với 1 second sẽ giúp cho các bạn control cái grind time better, not too fast, not too slow ha. Và ngoài ra, với một cái tip như thế này, nếu mà mắt của khách họ tương đối sạch sẽ và họ biết được rằng ngày hôm nay họ đã đến làm mi thì các bạn sẽ không mất thời gian để các bạn phải rửa mắt lại, liên sinh lại, nó phải tốn thời gian, thì các bạn có thể gợi ý là khách có thể rửa mắt tại restroom chẳng hạn như vậy, và sau đó các bạn chỉ vào và các bạn dùng primer để khử đi cái ôi và giúp cho cái tốc độ mình làm cái set nó sẽ nhanh hơn. Và ending thì mình sẽ chọn support cho glue. Lần này mình sẽ chọn super bonder của The Last Supply. Thì cái thành phần của ingredient của cái bonder này rất là good. Nó sẽ giúp cho cái thứ nhất là cái bộ mi nó mau khô hơn. Thứ hai là nó sẽ giúp hạn chế những cái allergy là gây ra đỏ mắt cũng như là gây ra ngứa mắt. Thì đây là lợi ích của super bonder khi mà ngày nay có rất là nhiều thợ lát họ đã sử dụng super bonder như một cái aftercare ending để cho cái bộ mi nó bền hơn và tránh những cái allergy không cần thiết để cho khách mình thoải mái nhất. Mình đang sử dụng hai cái cây nhíp như thế này. Mình sẽ chia sẻ luôn là cái lợi ích của hai cây nhíp này cho các bạn. Đây là sự cây đầu nhíp có cái độ cong khoảng 45 độ curl như thế này. Mình chọn, lý do mình chọn cái curl như thế này để mình làm isolation tách mi là thứ nhất, cái curl này nó sẽ giúp cho những người khách hàng của mình nếu mà có nhiều laser và cái bộ mi nó khá là full dày thì các bạn sử dụng những cái đầu cong như thế này nè, nó sẽ giúp cho bạn dễ tách mi ra và tách ra những sợi mi dễ dàng hơn đối với những cái khách mà dày. Nhưng ngoài ra nếu mà các bạn thấy những cái angle mà nó thẳng như thế này nè, có rất là nhiều người dùng, thì cái này cũng rất là good, nhưng mà cái angle mà thẳng như thế này thôi á, không có độ cong á, thì nó sẽ dành cho những người khách hàng không quá nhiều mi. Các bạn chú ý như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy có một cái sự tiện lợi khi các bạn chọn đúng cái stool. Và khi mình gấp remake fan thì mình sẽ không chọn những cái dáng nhíp quá cầu kỳ và bit bot, thì bởi vì những cái đầu nhíp dày quá thì khi mình tạo fan tai thì nó ok, nhưng mình gấp remake fan thì mình cần cái đầu nhíp nó mỏng như thế này, nó nhẹ nhàng như thế này, thì khi bạn gấp lên nó cũng sẽ nhanh nhẹn hơn, tốc độ hơn rất là nhiều. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn đi vào cái set ngay bây giờ nha. Ok, rồi open dài, low dài, thank you.
model này có cái dáng mắt hơi lồi một chút xíu, thì gọi là mắt lộ đó. Thì các bạn khi dán các bạn cũng nhớ là đừng quá gần với cái mắt thì nó sẽ gây ra hiện tượng đỏ mắt ha. Đó, rồi, ok. Các bạn sẽ cố định bằng thép lại, ok, lâu dài. Mình sẽ dùng primer để rửa mắt và vệ sinh mắt lại. Khi dùng primer thì các bạn nhớ là mình chỉ cần điếp nhẹ một lớp ở trên cái phần mà mình nối mi thôi, ngay chỗ cái điểm nối mi thôi, không cần phải điếp tất cả các sợi lông mi, chiều dài của sợi lông mi ha. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn khử oi và nó sẽ giúp cho bám keo dễ dàng hơn. Trước khi dùng keo thì các bạn sẽ nhớ là lúc nào cũng sát keo, với những giọt keo mới á, thì các bạn phải sát khoảng tầm 20, hoặc là các bạn có thể dùng dụng cụ sát glue. Thì cái giọt keo đầu tiên các bạn sẽ nhớ là bỏ đi nếu mà loại keo mới luôn. Bởi vì khi sát glue xong thành phần nước nó sẽ rất là nhiều, các bạn sát glue lên thì sẽ giúp cho cái giọt keo nó fresh hơn và đúng cái thành phần keo hơn. Với dáng mắt này hơi là tròn và xòe ra rất là nhiều, nên mình sẽ sử dụng cái dáng mắt gọi là Kristen Eye. Kristen Eye thì nó gần giống như Cat Eye, nhưng mà cái điểm Kristen Eye là ở phần đuôi. Các bạn không được làm dài tuyệt đối luôn mà chúng ta sẽ hạ size. Đó là dáng mắt Kristen Eye cơ bản anh ha. Chúng ta sẽ cô này có một cái lông mi khá là dài. Thì chiều dài ít nhất ở đây mình sẽ đo cái lông mi thật và cái lông mi extension mình gắn vào, nó phải có tương đối, nó show ra được ít nhất là phải dài hơn lông mi thật khoảng 2mm, để các bạn có thể ước được cái size dài nhất cho cái người khách hàng của mình để show mi. Đôi khi là có những người khách họ không có những yêu cầu cụ thể thì họ sẽ nói là làm sao cũng được nhưng quan trọng đẹp. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ lấy thử một size mi để các bạn đo thử trên một cái dáng mi thật. Thì đây là mình lấy size 13. Nếu mà size 13 mình đặt vào nè, ở cái điểm lông mi dài nhất ở phía giữa thì các bạn thấy không, nó chỉ show ra được cái phần spine thôi, nên size 13 này cũng khá là ngắn thì đôi khi nó sẽ không đẹp. Nên mình sẽ sử dụng cái độ dài nhất là cho cô mẫu này sẽ là 14mm. Và đồng thời mình sẽ làm dáng Kristen Eye ha. Mình sẽ đi từ 11 cho đến 14 và hạ size. Các bạn có thể chấm những cái khoảng gáp như vậy đều đều với nhau là được, là cách dễ mắt lên nhanh và gọn nhất ha. Thì điểm đầu tiên mình sẽ cho là mình đi từ 11. Tại vì lông mi này khá là dài ha. Còn nếu mà ở góc trong này các bạn cảm thấy lông mi ngắn thôi thì chỉ cần 9 hoặc 10 sẽ tốt hơn nha. 12 13 14 và ở đây mình sẽ hạ size là 13. Nếu được thì các bạn sẽ hạ size 12 cộng 12 nữa là đẹp. Đây là một cái mapping cơ bản mà mình sẽ không có vẽ nhiều mà chỉ chấm nhẹ để cho các bạn nhớ ha. Ngoài ra nếu mà trường hợp khi các bạn đã làm nghề lâu năm rồi, các bạn cũng chỉ cần nhớ size ngắn nhất và size dài nhất thôi để các bạn làm thôi, không cần phải vẽ tất cả các mapping trên một cái dáng mắt ha. Okay. Bây giờ mình sẽ đi cái mi số 10. Khi điếp keo cho Remed Fan thì các bạn chú ý là do cái Remed Fan đã tạo sẵn fan rồi thì nó đã có một lượng keo nhất định rồi, nên khi điếp ra thì các bạn nhớ chú ý là các bạn sẽ điếp sâu cái phần keo một chút xíu, ít nhất phải là 1.5mm ha. Tại vì nếu các bạn điếp ngắn quá thì nó sẽ không có ăn keo đủ cái lượng keo để cover trên cái Remed Fan tạo sẵn. Nó sẽ làm cho cái bộ mi của mình không được bền và nó nhanh rụng hơn là fan tươi ha. Đó là điểm chú ý khi gắn Remed Fan. Điếp sâu hơn một chút xíu thấy không? 1.5 nè. Và keo nó sẽ bao được cái chân mi ha. Rồi tiếp tục gắn và isolation và gắn mi.
Khi gắn remote fan, các fan đặt với nhau cũng cách nhau rải rải ra một chút xíu, đừng đặt quá gần. Bởi vì nếu đặt quá gần á, thì cái keo của cái chân fan này nó còn á, nó sẽ dễ dính vào cái fan kế bên, làm cho các mi nó dính lại với nhau. Bây giờ đến số 12. Với những remake fan nó có một cái tip như thế này. Nếu mà remake fan mà khoảng tầm 7 sợi, 7 đi là 7 sợi hoặc là 10 sợi, các bạn có thể là chọn là deep blue và sau đó gắn ở tầng trên. Còn nếu với những cái mi nào mà chúng ta thấy là dùng remake fan mà nó là khá là dày, giống như kiểu 10 đi trở lên, 10, 12 đi hoặc 14 đi á, thì các bạn thử, các bạn apply mà các bạn là đi theo chân mi dưới á, thì các bạn sẽ thấy là mình cần phải đặt ở dưới, ở phía dưới đi lên thì cái dáng mắt nó sẽ bền hơn ha. Đi đến size 13. Đây là isolation nhanh ha. Để cho người mới tập thì mình nên isolation là tách mi trước. Và bây giờ mình sẽ hạ size một chút xíu, là mình đi size 13 với size 12 ở phần đuôi, để cho bộ mi nó không quá dài ở ending ha. Thấy không? Mới có khoảng 10 phút thôi mà đã đi gần hết một layer rồi. Trường hợp mà hybrid thì chỉ cần khoảng 2 layer hoặc 3 layer là các bạn đã xong cái hybrid rồi, tùy theo lông mi của cách dày ha. Dày ha, mỏng. Với cô cách này là lông mi của cổ sẽ là hơi da cũng khá là dày rồi. Do đó khi mà lông mi dày các bạn không cần ấy đâu. Cái remake fan Megabox được mix vào rất là đẹp, tạo ra những cái layer nè. Các bạn nhìn thấy không? Chưa có, chỉ mới một layer thôi nhưng mà nó đã show ra được cái dáng mi và show ra được những cái tầng layer rất là đẹp. Đó. Các bạn nhìn kỹ ha. Và bây giờ mình sẽ đi layer thứ hai. Do cái này có spine nên mình hạ size một chút xíu. Là ở đầu corner mình chỉ đi khoảng 10mm là ok. Tại vì cái spine nó đã dài hơn khoảng 2-3mm rồi. Đi layer thứ hai. Thường á, với những cái size là các bạn sẽ để ý là cái size số 11, 12 mình dùng rất là nhiều. Khoảng tầm 15 phút hoặc là 20 phút bạn sẽ nhỏ thêm một cái giọt keo mới vào để mình lấy cái keo cho nó tươi, thì cái bộ mi nó sẽ bền hơn. Với remake fan ha, tuyệt đối không sử dụng một giọt keo quá lâu. Thank you.
Đây, mọi người có thể xem thử cái layer đầu tiên khi mà gắn cái Remax Pen, thấy không? Cái này mình sẽ show cho các bạn bằng cái này. Nó khi mình mắt của mình thấy hở một chút xíu không? Mình thấy những cái tầng layer này không? Cái tầng layer này rất là đẹp. Nó tạo ra cái trụ đan xen rất là đẹp. Đôi khi các bạn làm fan tai là phải vừa tạo cái spine mà đồng thời các bạn phải tạo cái fan bóp, nó hài hòa với nhau. Nhưng mà nó tăng cái sự sáng tạo nếu bạn làm fan tai. Nhưng mà nếu các bạn còn hơi confused một chút xíu, những người bạn beginner đang còn tập, hoặc là các bạn cảm thấy hơi là làm chậm rất là nhiều với fan tai, thì các bạn sử dụng những cái hộp Megabox này với một mắt như thế này nè, với cỡ hybrid thôi. Các bạn sẽ thấy dần như các bạn chỉ sử dụng khoảng 3 cái dải mi thôi. Nó rất là saving, nó đâu có tốn kém nhiều. Với 3 dải mi thôi thì các bạn còn rất là nhiều mi ở trên đây. Nó chỉ khoảng 1/5 của cái hộp mi này thôi. Về cái supply thì các bạn đã làm ra được cái dáng của hybrid rồi. Và nó giúp cho các bạn save time rất là nhiều. Các bạn thấy không, mới chỉ tầm khoảng 20 phút mà các bạn đã đi được khoảng tầm 60% bộ mi rồi. Thì các bạn sẽ làm rất là lẹ và nhanh hơn rất là nhiều ha. Một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là với những người khách Việt Nam và những người khách châu Á hoặc là Spanish, họ đang sử dụng rất là nhiều cái mi Remax fan mà mua cái dạng mà loose fan, thì cách như thế nào các bạn sử dụng những cái mi này nhanh hơn. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn với những cái mi mà loose fan ha. Bạn có thể sử dụng những cái ok, đây là những khách hàng mà họ quen sử dụng tiết kiệm hơn, saving money hơn nữa. Không chỉ saving time mà còn saving money nữa. Thì các bạn có thể sử dụng những hộp loose fan như thế này. Và các bạn sử dụng với cái miếng silicone pad này, các bạn sẽ organize rất là nhanh chóng và dễ dàng. Hoặc là chúng ta có thể trải một cái towel paper ở đây và chúng ta chia size ra, các bạn gấp mi ra từng một chút xíu thôi. Tuyệt đối không đặt cái hộp mi này ở bên tai như vậy thì nó dễ dàng nó ngã hết, đúng không? Thì các bạn có thể dùng cái này để các bạn đặt những cái size mi mình rải lên. Mình ví dụ một vài sợi của cái size loose fan này ha. Thì các bạn sẽ rải một lượng mi nhất định. Mình lấy size 15 một ít, mình lấy size 13 một ít, 12 một ít, chúng ta rải ra đây. Và chúng ta sẽ dùng nhíp để chúng ta gấp và chúng ta chấm mi thôi. Và một cái lưu ý là tất cả những hàng của The Last Supply thì các bạn mua những cái hộp này nó rất là dày và nó rất là đặc luôn, là giá trên một cái sản phẩm là 1.000 fan. Và bây giờ chúng ta sẽ thử một chút xíu để chúng ta cảm nhận được rằng khi mà organize trên đây nè, các bạn để lên thấy không, organize lên rất, các bạn cứ thả ra khoảng một lượng mi nhất định. Rồi bây giờ chúng ta chỉ lấy nhíp và chúng ta gấp mi thôi đó, và chúng ta sửa lại dáng mi, chúng ta gấp mi và dip glue thôi. Đây là size, chúng ta thử một size nha. Chúng ta nhìn sau khi dip glue rồi, số fan trong một sợi mi nó rất là thinner corner pay luôn, rất là mỏng, rất là nhẹ. Ví dụ như 8D thì The Last Supply chỉ ra 8D 0.05 thôi. Và 10, 12D, 14D là ra 0.03. The thickness is really makes sense. Những cái độ dày của sợi mi và bao nhiêu sợi mi trên một cái fan này nó được tính toán rất là kỹ càng. Do đó nó rất là make sense và giúp cho cái khi mình đặt vào thì nó tạo nên một cái corner rất là mỏng thôi, rất là nhẹ thôi. Đó là mình cách mà chúng ta sử dụng silicone pad với những cái Remax fan như thế này ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để hoàn tất cái bộ mi này. Rồi, các bạn đã rút ra được tất cả những cái kinh nghiệm qua cái set look này rồi đúng không? Một cái tip để dành cho Remax fan. Có nhiều khách hàng họ không muốn là họ muốn là có sự kết hợp, có nghĩa là họ chỉ muốn laser design một chút thôi để tạo ra cái dáng mắt thôi, chứ họ không muốn nhiều trụ. Thì các bạn có một cái tip khác là các bạn sẽ dùng cái dáng mắt mà design nè, các bạn chỉ làm tầng trên thôi. Và sau đó cái tầng dưới á, các bạn sẽ mix với khoảng 5D, cho 5D hoặc 6D cho cái natural look ha. Và 10D, 12D, 14D cho những cái full look như là mega look hoặc là volume ha. Ừ,
Bây giờ mình sẽ cân chỉnh lại cho đều cái dáng mi nữa là xong ha. Ok, bây giờ là chúng ta đã hoàn tất xong cái dáng mi wispy qua cái việc sử dụng cái hộp Megabox Remake Fan như thế này, Sabandi. Thì các bạn thấy trên một mắt như vậy thì mình chỉ cần tốn có lượng mi khoảng tầm bao nhiêu đây thôi. Từ size 10 cho đến 14 và lượng mi chỉ khoảng tầm nhiêu đây, nó không quá nhiều ha. Và với một cái hộp mi như vậy nó rất là tiện lợi. Thứ nhất là về sự organize. Cái thứ hai là nó giúp cho các bạn làm tốc độ nhanh hơn. Thì các bạn thấy gì đấy, chúng mình vừa demo cho các bạn và các bạn trong bên một mắt chỉ tầm khoảng tầm 30 phút thôi là đã xong một mắt rồi. Thì chúng ta sẽ hoàn tất bên còn lại. Thì chúng ta đã xong được hai mắt ha. Và khách chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ cho đến 1 tiếng 15 phút tùy theo cái kỹ thuật isolation của các bạn nữa. Thì khi mà chúng ta bắt đầu xong như thế này, chúng ta sẽ kiểm tra cái work của mình lại. Các bạn sẽ xem rằng mi chúng ta apply có bị dính ở tầng dưới hay chưa. Và sau đó chúng ta sẽ apply bonder để giúp cho cái dáng mi nó giữ được lâu hơn ha. Ok. Và để hoàn tất bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng aftercare là super bonder để giúp cho bộ mi bền hơn và ngoài ra sẽ hạn chế những cái allergy như đỏ mắt ha hay là bị ngứa kích ứng. Thì các bạn thử dùng cái super bonder này nha của The Last Supply. Và chúng ta sẽ dùng cái đầu, các bạn nhớ là chúng ta sẽ dùng cái đầu Q-tip nhỏ như thế này để chúng ta apply ngay cái chân nối mi thôi nha, chứ không cần quá nhiều ha. Chúng ta sẽ apply ngay cái chân nối mi thôi. Thì các bạn sẽ lấy một cái lượng bonder vừa phải, chúng ta cho vào cái ống thủy tinh này để chúng ta bắt đầu chúng ta thoa nhẹ lên cái chân nối mi. Ok. Và mình sẽ đi là ở ngay chỗ cái phần chân nối mi thôi. Chấm nhẹ cho các điểm nối mi ha. Việc sử dụng bonder hay sealant ở hoàn tất cái bước cuối rất là giúp cho các bạn, cái bonder với sealant nào nó cũng gần giống nhau đó nha các bạn, nếu mà chúng ta từng xài sealant qua. Rồi, khi chúng ta xong một cái bước cuối này thôi thì chúng ta sẽ định hình lại cái shape một lần nữa. Định hình lại cái shape để coi cái dáng mắt có đều chưa trước khi chúng ta tháo mi. Có cần thêm ở chỗ nào hay không ha. Rồi ok, mình sẽ quay cận cái phần này để cho thấy cái dáng mắt nè ha. Các bạn thấy những cái spire nó đang xen với nhau rất là đẹp. Cái spire nó làm như một cái điểm nhấn cho cái việc nối mi đó. Nó đang xen với nhau nè. Những cái trụ này ha, rất là đẹp, nó show ra dáng rất là đẹp. Mà các bạn thấy nó cũng vừa phải, nó không phải phần che bát đi ha. Rồi chúng ta mua xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa coi có những cái mi nào dán dính nhau hay không. Và chúng ta rớt nhẹ. Rồi chúng ta quạt mi, chúng ta sẽ quạt để cho cái bộ mi nó khô ha. Chúng ta sẽ quạt. Có nhiều bạn hỏi là có nên dùng Nano Mister xong không? Thì Nano Mister là cái bước mà nó cũng relax cho khách của chúng ta. Chúng ta có thể dùng, hoặc là trường hợp ngược lại là chúng ta có thể dùng quạt không là ok ha. Chúng ta có thể dùng gương để chúng ta coi lại phần dán mắt một lần nữa. Đây là những cái dán mắt lần nữa. Chúng ta thấy những cái trụ spine nó đính kèm với nhau rất là đẹp. Sau khi các bạn hoàn tất xong, các bạn nhớ là chúng ta gentle, chúng ta nhấc mắt nhẹ như thế này bằng ngón tay. Thì chúng ta kiểm tra coi mi á, nó có dính ở phần bơm tầm lát hay không ha. Nó có bị stuck lại không. Còn nếu everything ok thì chúng ta sẽ cảm thấy an tâm và không làm khách khó chịu khi chúng ta mở mắt ha.
Thank you for watching. Cảm ơn tất cả các bạn vừa xem qua tác phẩm là 70 Wispy, một bộ set hybrid được sử dụng với thành phẩm của Megabox. Và các bạn chú ý là ở cách deep blue cho Remake Fan, chúng ta sẽ deep một lượng blue vừa phải hơn một chút xíu, đừng quá ít nha, cũng đừng quá nhiều. Và một chú ý thứ hai là các bạn nhớ là chúng ta rải mi thật là đều để tránh trường hợp mà chúng ta bị dính glue qua lại với nhau. Trường hợp thứ ba là các bạn nhớ check rất là kỹ ở phần bơm tùm, không cho những cái mi ở tầng trên dính dưới cái bơm tùm lát với những khách nhiều lông mi, để làm cho khách cảm giác thoải mái. Và The Last Supply sẽ stand behind với các bạn với những cái thành phẩm, với những sản phẩm siêu nhanh, siêu tiện. Nên các bạn đừng quên subscribe kênh The Last Line để chúng ta theo dõi những clip thực hành rất là hữu ích và bổ ích từ các technician của The Last Line. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.